Chào thầy và các bạn, sau đây mình xin trình bày bài tập 5 viết chương trình điều khiển 8 led bị động phương pháp quét theo yêu cầu. Chữ hello chạy từ phải sang trái, sau đó chớp text 3 lần, sau đó đếm giây và lặp lại. Đây là mạch phần cứng. Thì mạch sử dụng vi điều khiển bit 16F87, mạch sử dụng tại anh ngồi, tần số 20m. Đây là mạch reset, đây là thanh quét. Mạch sử dụng cái cổng NOT đỡ quét led bị động. Tiếp theo là phần code. Thì đầu tiên ta khai báo thư viện của bit 16F87. Fill chế độ HS, mạch được cấp xung clock tần số 20m. Tiếp theo ta khai báo một cái mảng chứa mã thị led bị động là ANOD chung. Sau đó ta khai báo một cái bảng chứa mã chữ hello, và khai báo một cái bảng chứa mã chữ hello chạy. Chương trình con thứ nhất là chữ hello chạy từ phải sang trái. Đầu tiên ta khai báo các cái biến là biến A ta đặt là 0xFE, Y bằng 0, C bằng 0, K bằng 0, delay 500 ms. Ta có cái vòng lập for theo G, G bằng 0, G biến 13, G cộng cộng. Đây nghĩa là chạy 13 lần. Thì đại dịch cái chữ hello thì ta phải thực hiện 13 lần. Đầu tiên là ta hiển thị từ 8 nhất đầu tiên thì xuất hiện được dự hát. Sau đó ta dịch, ta hiển thị 8 nhất từ 1 đến 8 thì được chữ H và chữ E cứ thế thực hiện, thì tổng cộng 13 lần thì chữ hello sẽ xuất hiện trên thanh web và dịch ra ngoài thanh web. Số là lần thực hiện là 13 lần. Vòng lập for thứ hai là k bằng 0, k bé 90, k cộng cộng. Ở đây ta lặp lại cái quá trình web để ta thấy được cái giá trị mà con led hiển thị. Sau đó ta gặp một con lập for là y bằng g, y biến tái cộng suy y cộng cộng. Ở đây là quét led bị động thôi theo cái mạng của chữ hello chạy đấy. Thì như là giải thích thì đầu tiên thì sẽ hiển thị cái giá trị từ 0,7 thì sẽ xuất hiện chữ h, sau đó sẽ từ 1 đến 8 thì xuất hiện chữ h e, từ 2 đến 9 thì xuất hiện chữ h e và chữ l. Cứ thế thực hiện thì dịch được chữ hello, ngoài chữ hello dịch là lần sang trái đến cái đầu của thanh quét. Ta output D theo A, A đã là 0xFE. Ta A 0xFE là này thì biết không được dịch ra con led đầu tiên. Thì lúc này là con led đầu tiên này, D0 đây là sẽ được cấp nguồn. Đấy. Sau đó ta output C, hello chị thôi thì như đã giải thích trên này. Sau đó là dịch cái A và cộng tim 1. Cái này là để dịch bit 0, thì bit 0 sẽ được dịch lần lượt từ D0 đến D7, từ D0 đến D7 để cấp nguồn cho 8 con led quét này. Sau đó delay 1 ms, output C, output D. Ta qua chương trình con thứ hai là chớp tắt. Ta khai báo các cái biến, biến A là 0xFD, Y bằng 0, G bằng 0, K bằng 0, delay 500 ms. Ta có vòng lập for theo G là G bằng 0, G biến 3, G cộng cộng. Đây có nghĩa là chớp tắt 3 lần nên ta có cái điều kiện này. Do đó ta tạo một con lập for k bằng 0, k biến 120, k cộng cộng. Cái này là lặp lại cái quá trình quét để ta thấy được cái giá trị mà led này hiển thị. Do đó ta có một lập for y bằng 0, y biến 5, y cộng cộng. Thì 5 có nghĩa là cái chữ hello thì có 5 cái ký tự được hiển thị. Tạo bút c theo hello thôi.
Và tiếp theo ta dịch dịch trái a rồi cộng thêm 1, a lúc này là 0xfd. 0xfd thì có giá trị này. XFD không biết FD sẽ cộng thêm 1 thì ta sẽ có là thì lúc này biết không được dịch con D2, tức là cái chữ con D2 này rất là chữ H sẽ hiển thị ở đây, sau đó chữ Y, chữ L và chữ O. Sau đó ta input D theo A, delay 1 ms, rồi ta input CD. Sau đó ta đi lấy 500 ms để chuyển qua chuyển trường cộng đếm dây. Tiếp theo là chuyển trường cộng đếm dây thì ta khai báo hai cái biến là y bằng 0 và đếm bằng 0. Vì không có cho thời gian mà như đây là giả sử là đếm từ 0 đến 10 thì ta có điều kiện là đếm bằng 0, đếm biến 11, đếm tăng lên 1. Thì đó là for y bằng 0, y biến 250, y cộng cộng. Ở đây cũng đã lặp lại quá trình quét để ta thấy được cái giá trị mà led nó hiển thị thôi. Sau đó ta xuất giá trị ra. Nói thôi là ở đây là theo yêu cầu thì bộ đếm thời gian là ta dùng hai con led thứ 7 và thứ 8 được nối với chân đời 6 và đời 7. Chẳng là con led thứ 7 là hàng nhà trục, led thứ 8 là hàng đơn vị. Thì đầu tiên ta xuất ra là ta xuất ra hàng đơn vị của đếm. Ta mở bật chân đời 7 lên, sau đó đi lên 1 ms và tắt chân đời 7. Tiếp theo ta xuất ra hàng trục của đếm, sau đó ta tương tự ta bật chân đời 6, delay 1 ms, sau đó tắt chân đời 6. Tiếp theo là chương trình chính thì, đầu tiên CTC, CTD, output CD, delay 500 ms, nó vào lập vai chu thực hiện lần lượt từ chỉ từ trái sang, từ phải sang trái, chuyển hello chỉ từ phải sang trái. Tiếp theo là chấp tác 3 lần và đếm dây. Thì đếm dây ở đây đến từ 0 đến 10. Tiếp theo là demo. Ta view cho mình. Hello chạy từ phải sang trái. Cho nên khi ra khỏi tăng quét, sau đó chấp tắt 3 lần, sau đó đếm dây từ 0 đến 10. Sau đó lặp lại như cũ, ngược lại từ đầu. Và bài trình bày của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.